Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 6, chương trình có những thông tin chính sau đây. Sư đoàn 968 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập sư đoàn. Đàm phán hợp đồng thuê đất dự án nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. Quảng Trị nỗ lực kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản bài chòi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sư đoàn 968 long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị, 28 tháng 6 năm 1968, 28 tháng 6 năm 2018 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 qua các thời kỳ, Sư đoàn 4, Quân đội nhân dân Lào. Cách đây tròn nửa thế kỷ, trước tình hình mới trên chiến trường ba nước Đông Dương, để đáp ứng nhiệm vụ tác chiến ở địa bàn Trung và Hạ Lào, cũng như nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, Sư đoàn 968 được thành lập trên cơ sở Đoàn chuyên gia quân sự 763, 565 và các đơn vị quân tình nguyện Nam Lào. Từ đó đến nay, do tính chất và nhiệm vụ, Sư đoàn lần lượt mang các phiên hiệu Đoàn 968 quân tình nguyện Nam Lào, Mặt trận 968, Mặt trận X, Z, Mặt trận Y và Sư đoàn Bộ binh 968. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù nhiều lần thay đổi về quy mô, tổ chức, lực lượng, nhiệm vụ, địa bàn đứng chân và công tác, nhưng Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, 17 năm làm nhiệm vụ quốc tế gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các bộ tộc ở Trung, Hạ, Lào, góp phần củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt-Lào, làm người sáng thêm tinh thần quốc tế vô sản, son sắt thủy chung, chí nghĩa, chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam. Với những chiến công đặc biệt và thành tích xuất sắc trong chiến đấu cũng như trong xây dựng, Sư đoàn đã được nhà nước ta và nhà nước Lào tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Sư đoàn cùng với 15 tập thể và 6 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống 50 năm qua, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 968 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, phấn đấu vươn lên đạt những tầm cao mới, xứng đáng hơn nữa với truyền thống mà lớp lớp cán bộ chiến sĩ đi trước dày công vun đắp xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết tiếp trang sử vàng truyền thống của Sư đoàn Bộ binh 968 Anh hùng trong thời kỳ mới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho Sư đoàn 968. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng bức trướng cho Sư đoàn mang dòng chữ Đoàn kết quân dân, chọn nghĩa vẹn tình, trưởng thành vững chắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho Sư đoàn 968 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2018. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan tổ chức đàm phán hợp đồng thuê đất dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính. Về phía Tập đoàn Điện lực Quốc tế Thái Lan, gọi tắt là EGATI, có ông Ajitat Surijavanagat, Phó Tổng Giám đốc điều hành cấp cao EGATI. Phát biểu tại buổi đàm phán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính khẳng định lại quyết tâm của tỉnh và nhà đầu tư trong việc thúc đẩy nhanh việc triển khai dự án và phấn đấu sẽ khởi công dự án vào tháng 6 năm 2019, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và là kỳ vọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và liên doanh cần chủ động hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và sắp xếp tài chính cho dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính cũng đề nghị chủ đầu tư đề xuất với Bộ Quốc phòng xúc tiến công tác rà phá bom mìn. Về giải phóng mặt bằng, hiện nay tỉnh Quảng Trị cơ bản kiểm kê xong và đang áp giá sẽ chuyển cho chủ đầu tư tiến hành chi trả theo kế hoạch. Thay mặt nhà đầu tư, ông Ajitat Surijavanagat cam kết sẽ giữ đúng tiến độ của dự án và sẽ cố gắng để khởi công vào tháng 6 năm 2019.
Tiếp đó, hai bên tiến hành đàm phán tập trung vào tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng và tiến độ bàn giao mặt bằng và các vấn đề khác nhằm hoàn tất các thủ tục để dự án triển khai theo đúng tiến độ. Tối qua, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và phát động phong trào duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến dự lễ có đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Là địa phương được huyện Cam Lộ chọn xã điểm để phát động chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cam Nghĩa đã có những cách làm hay, sáng tạo để huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng các tiêu chí. Qua 6 năm triển khai, địia phương đã huy động được hơn 103 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư trên 18,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp địa phương phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến cuối năm 2017, Cam Nghĩa đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Sĩ Đồng lưu ý, để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Cam Nghĩa cần tập trung công tác tuyên truyền để người dân hiểu vì sao phải xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong việc nâng cao chất lượng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất, chú trọng phát triển các loại cây trồng chủ lực gắn với tiềm năng lợi thế của vùng Cùa, quan tâm nâng cao chất lượng đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa. Tại lễ công bố, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ tặng thưởng một công trình trị giá 200 triệu đồng và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà đã diễn ra buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị và thành phố Cai Sòn Phong Vi Hẳn tỉnh Sa Văn Nắc Hệt nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự hội đàm về phía thành phố Đông Hà có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Về phía thành phố Cai Sòn Phong Vi Hẳn có đồng chí Buôn Nhù Tha Mà Vong, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Cai Sòn Phong Vi Hẳn. Tại buổi hội đàm, lãnh đạo thành phố Đông Hà và thành phố Cai Sòn Phong Vi Hẳn đã thông tin tình hình chung thành phố, những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và các mặt công tác khác của hai thành phố trong những năm qua. Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xây dựng thành phố như về công tác quản lý điều hành quy hoạch thành phố, thu hút kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, việc phân cấp quản lý giữa tỉnh và thành phố trên một số lĩnh vực, công tác về tổ chức cán bộ và một số nội dung khác. Trên cơ sở hội đàm, hai bên thống nhất về việc tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn lẫn nhau một năm một lần giữa hai thành phố và luân phiên nhau chủ trì. Ngoài ra, hai bên sẽ đề xuất cấp tỉnh về việc đoàn đại biểu của thành phố được tham gia làm việc cùng đoàn đại biểu cấp cao của hai tỉnh diễn ra thường niên. Huyện ủy Vĩnh Linh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 22 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Ngay sau khi có nghị quyết số 22 và số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, huyện Vĩnh Linh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết và triển khai chương trình hành động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả hai nghị quyết đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, bảo đảm sự thống nhất trong đảng và trong nhân dân. Hiện nay toàn huyện có trên 81% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã góp phần quan trọng trong việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thu nhập đầu người đạt 42 triệu đồng một người một năm. Vĩnh Linh hiện là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới với 14 trên 19 xã đạt chuẩn. Nhân dịp này, huyện Vĩnh Linh đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 và số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Hôm nay, huyện ủy Hải Lăng cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thời gian qua, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện Hải Lăng được quan tâm đầu tư và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều tiến bộ mới, tổ chức sản xuất tập trung theo quy hoạch vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, lượng hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.
Trong đó, huyện Hải Lăng đã đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đã tạo được nhiều mô hình có hiệu quả như cam K4, lúa hữu cơ, rau sạch ứng dụng công nghệ cao, tiêu sạch ở vùng gò đồi, bò lai, lợn nái ngoại, quy mô công nghiệp và rừng FSC. Tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư bình quân 10 năm đạt 3,43%. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư cơ bản đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và điều kiện sinh hoạt của người dân. Đời sống của người dân ở vùng nông thôn được nâng lên đáng kể, số hộ nghèo giảm mạnh còn 8,61%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng. Đến nay, huyện Hải Lăng có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt hơn 15 tiêu chí nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã và đang diễn ra ở tất cả các huyện thị thành phố trong toàn tỉnh. Tại một số địa phương, tình trạng này đã lên đến mức báo động đỏ và dự báo những hệ lụy khôn lường tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trong tương lai nếu chúng ta không có những giải pháp kịp thời, hữu hiệu nhằm can thiệp vấn đề này. Theo thống kê, tỷ số giới tính ở Quảng Trị năm 2017 là 112,6 bé trai trên 100 bé gái, cao hơn mức bình quân của cả nước, trong khi mức cân bằng sinh học tự nhiên là 103 đến 107 bé trai trên 100 bé gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã và đang xảy ra ở tuyệt đại đa số các địa phương trên địa bàn tỉnh và đang có chiều hướng tăng lên nếu không có sự can thiệp kịp thời. Mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy cho dân số, đó là vấn đề là bất bình đẳng giới, một nguy cơ mà phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương. Và nguy cơ thiếu phụ nữ để kết hôn sẽ làm gia tăng cái áp lực đối với phụ nữ, buộc họ phải kết hôn sớm hơn hoặc là tái hôn, và nam giới khó khăn trong việc là tìm kiếm bạn đời, gia tăng cái nạn mua bán phụ nữ và trẻ em gái. Mặt khác, tình trạng gia tăng tỷ số giới tính khi sinh sẽ dẫn đến hệ lụy về mặt xã hội, thậm chí cả an ninh chính trị, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng dân số của người dân Quảng Trị trong thời gian tới. Với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ, hành vi của cộng đồng, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, những người đứng đầu dòng họ, gia đình và nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn về những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với chất lượng dân số và tương lai giống nòi. Đồng thời, kêu gọi trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến một xã hội bình đẳng và bền vững. Vợ chồng chúng tôi thì sinh được 2 con gái. Tuy nhiên thì trong cái việc sinh con thì chúng tôi cũng suy nghĩ cũng bị áp lực ở gia đình là phải sinh cho con có nếp có tẻ. Tuy nhiên thì vợ chồng chúng tôi cũng nhận thức được rằng là việc sinh con thì nên để theo thuần theo cái tự nhiên. Một trạm y tế có một chi bộ và có là một cộng tác viên dân số, rồi có các thành viên cộng tác viên dân số ở cơ sở cũng đã truyền thông cho đến tận người dân thì về những cái nhận thức như thế, cho nên cái chúng tôi thì cũng đã có những cái biện pháp bằng những cái trao đổi trong cái quá trình tổ chức các cái cuộc họp của dân, rồi là truyền thông qua những cái mạng là thông tin của các cơ sở để rồi là giúp cho là bà con hiểu được vấn đề này. Với mục tiêu từng bước khống chế hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên sau năm 2025. Tin rằng với các hoạt động cụ thể mà ngành dân số tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện, cùng với sự phối hợp tích cực từ các ban ngành, đoàn thể sẽ góp phần hiệu quả trong việc kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng dân số cũng như giải quyết tốt các vấn đề về cơ cấu dân số trong thời gian tới. Bài chòi là một bộ môn nghệ thuật dân gian thể hiện nét đẹp truyền thống của miền quê Trung Bộ, trong đó có Quảng Trị. Năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là động lực để chính quyền và nhân dân Quảng Trị, đặc biệt là những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản bài chòi. Một buổi tập luyện của các em học sinh yêu thích bộ môn nghệ thuật bài chòi tại làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong.
Ở ngôi làng này, hầu hết các em đều biết đến bài chòi. Bởi với các em, bài chòi không chỉ là những lời ru, tiếng hát, mà đó còn là những ký ức đẹp của những ngày ấu thơ. Em cũng rất thích bài chòi. Vì tại lúc còn nhỏ thì cũng được bố mẹ bồng đi xem các hoạt động do làng tổ chức. Thì em cảm thấy bài chòi là một nét truyền thống rất là đẹp. Nên em cảm thấy rất là thích và đi học bài chòi để lưu giữ những cái nét đẹp của làng. Còn đối với chị Hồ Thị Linh là một trong những nghệ nhân bài chòi được nhiều người biết đến. Đã nhiều năm qua, chị Linh vẫn luôn say sưa, miệt mài, duy trì niềm đam mê của mình và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ mai sau. Tôi rất sung sướng và tự hào khi bài chòi được vinh danh. Tôi về tôi truyền đạt lại cho các em học hỏi những câu ca, những làn điệu trong làn điệu của bài chòi và để cho các em sau này bảo tồn được cái nét đẹp văn hóa của quê hương. Bài chòi là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ Tết của miền quê Trung Bộ nói chung và Quảng Trị nói riêng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản bài chòi không chỉ góp phần gìn giữ một sản phẩm văn hóa dân gian truyền thống, mà hơn nữa, đó còn là bước đi lâu dài để thúc đẩy quảng bá ngành du lịch của địa phương phát triển. Vì vậy, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn nỗ lực để bài chòi Trung Bộ xứng đáng với danh hiệu di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. So với một số tỉnh miền Trung phía Nam thì rõ ràng là bài chòi ở Quảng Bình và Quảng Trị thì cũng chưa được đông đảo nhân dân biết đến. Do vậy cái việc tuyên truyền để đến đông đảo bà con biết hiểu rõ cái giá trị của bài nghệ thuật bài chòi cũng như là di sản đã được UNESCO công nhận thì chúng tôi đánh giá đây là một cái công tác cần phải được tập trung đầu tiên. Song song với việc đó thì chúng tôi sẽ tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng cho các nghệ nhân bài chòi ở trên địa bàn toàn tỉnh cũng như các cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở để đưa cái giá trị bài chòi vào sinh hoạt ở các dịp lễ Tết của địa phương. Giờ đây trên khắp những miền quê của Quảng Trị, niềm đam mê nghệ thuật bài chòi đã và đang được tiếp tục duy trì, truyền lửa, thắp sáng cho các thế hệ kế tiếp để món ăn tinh thần không thể thiếu này sẽ luôn còn mãi trong truyền thống lễ hội của người dân mỗi khi Tết đến xuân về. Lễ vinh danh bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loài sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, gia đình luôn là hai tiếng thiêng liêng tồn tại trong tâm tưởng của nhiều người dân Việt Nam. Truyền thống của dân Việt Nam thường hướng về gia đình. Xã hội ngày càng phát triển thì xu thế hội nhập toàn diện đem đến cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc xây dựng hạnh phúc, văn hóa gia đình. Hôm nay ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi xin được đề cập đến vấn đề này. Để đề cập đến những thách thức trong gia đình hiện nay, trước hết chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những con số sau đây. Thống kê của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm gần đây, thực trạng ly hôn ngày càng gia tăng. Riêng trong năm 2015, tòa đã thụ lý 1.031 đơn xin ly hôn. Năm 2016 là 1.224 đơn. Năm 2017 là 1.345 đơn. Trung bình mỗi năm, tòa án giải quyết trên 1.000 đơn ly hôn, đạt tỷ lệ hơn 90%. Đặc biệt, đối tượng có nhu cầu giải quyết các vấn đề hôn nhân ngày càng trẻ hóa, phổ biến ở các độ tuổi từ 22 đến 40. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn phần lớn do khác biệt về tính tình, quan điểm, thái độ sống, do bạo lực gia đình, do một trong hai vợ chồng lún sâu vào các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, cá độ, trong đó có cả ma túy. Các số liệu trên có thể chỉ mới là bề nổi, song đã phản ánh phần nào những vấn đề đang phát sinh trong cuộc sống gia đình hiện đại. Cuộc sống của xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội đã tác động đến đời sống gia đình. Ở góc độ nào đó đã phá vỡ nề nếp gia phong đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam. Các giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt trong giới trẻ hiện nay đang có biểu hiện mai một hoặc chưa được quan tâm đúng mức. Sự xâm nhập của nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình đã và đang phá vỡ hạnh phúc, trật tự vốn có của nhiều gia đình.
Tỷ lệ án hôn nhân gia đình mà tăng thì đương nhiên là thấy cái nền tảng hạnh phúc gia đình cũng có cái nguy cơ thể hiện bằng qua các cái số liệu mà tòa án nhân dân các cấp giải quyết trong những năm vừa qua. Thì hệ lụy ở đây thì đã thấy rõ rồi. Thứ nhất là ảnh hưởng đến con cái. Khi ly hôn thì gia đình là chia đôi, kể cả tài sản, kể cả con cái. Và về phía tòa án chúng tôi thì cũng tăng cường công tác hòa giải rồi. Tuy nhiên thì về cả cấp các ngành địa phương thì chúng ta cũng nên chú trọng hơn nữa trong cái công tác hòa giải để nhằm góp phần ổn định về cái tình hình gia đình cũng như là ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thách thức đã nêu, nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa gia đình cho rằng sự tan rã của gia đình thường bắt đầu từ sự tan rã của bữa cơm gia đình. Và điều đó đã trở nên đáng lo ngại, bởi hiện nay những bữa cơm gia đình ngày càng thưa vắng dần. Cuộc sống quá bận rộn với công việc và bồn bề những lo toan, dần dần mọi người đều ít có thời gian quan tâm đến nhau. Vấn đề này phải chăng cũng là một trong những thách thức trong hành trình đi tìm hạnh phúc gia đình, khi mà sự liên kết và chăm sóc dành cho nhau thực sự ít ỏi và mỏng manh. Để xây dựng gia đình hạnh phúc thì trước hết, mỗi thành viên trong gia đình phải ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi một con người. Phải biết yêu thương, chia sẻ, tôn trọng, hy sinh, nhường nhịn và thông cảm cho nhau thì gia đình mới được bền vững. Và cái sự chia sẻ thì nhiều khi chỉ là những cái lời động viên nhau và nó được thể hiện tốt nhất là trong cái bữa cơm gia đình. Vì vậy mà cái bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương là một cái nội dung được phát động trong cái ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và là thực sự nó đã lan tỏa và tạo được một cái hiệu ứng rất là lớn trong các tầng lớp nhân dân trong những năm này đây. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là nền tảng của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, nhiều gia đình còn lại mới thành xã hội. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Thực tế này cho thấy không thể có một công dân tốt, một công chức tốt hay một cán bộ tốt nếu không có một người con có đạo đức tốt, yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ, quý trọng người thân. Vì vậy, bảo vệ hạnh phúc, xây dựng văn hóa gia đình, yếu tố quan trọng nhất, không ai khác chính là những thành viên trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tổ ấm, nơi nương tựa quan trọng nhất của mỗi người. Sự bao dung, đùm bọc, yêu thương và chăm sóc nhau của mỗi thành viên trong gia đình là vĩnh cửu. Những ai có gia đình hãy bảo vệ, vun đắp và xây dựng một tổ ấm thật sự cho những người thân yêu. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.